ông bà cô chú á, rồi thấy vậy rồi cho con một cái điện thoại, giúp đỡ con một cái điện thoại để con làm được giống như chú, ông bà cô chú vậy. À, dạ kính thưa cô chú, thì bây giờ Mạnh lại ghé nhà của mà bé 8 tuổi mà đang bị bệnh ung thư, mà bắt ốc nuôi hai em của chú anh chị. Thì đợt trước thì người cha mới mất, thậm chí mà không có nhà mà để mà trong nhà đó, bây giờ phải cắt cái liệu đây nè. Thì hôm nay Mạnh xuống tiếp tục để mà trao cái số tiền của Mạnh Thường Quân, cũng gửi cũng mấy ngày rồi, hôm nay Mạnh xuống để nhà trao cho xong luôn đó. Thì trước mặt của chú là bé đây nè, bé 8 tuổi nè, bây giờ đang rửa chén nè. Giờ mình vô thăm lại hoàn cảnh cũng như là mình để trao cái số tiền của chú anh chị. Mạnh xin mời của chú anh chị ha. Con đang rửa chén hả Vy? Dạ. Rồi, ổng gầy có đi bắt ốc không? Dạ, ổng gầy con có, mà mẹ con nói là bữa nào á, chừng nào mà chiều con mới đi, cho nên là nắng con không có đi. Mà mai mốt có đi bắt ốc là còn phải có người lớn mới được nha, chứ không có hai chị em đi nha. Dạ. Nó nguy hiểm lắm. Dạ. Rồi hôm bữa bắt ốc nhiều không? Dạ hôm bữa bắt cũng gần đầy thùng một chút. Tại vì ở ngoài ngoại người ta bắt hết trơn rồi, với lại trời nắng quá ốc không có nổi lên. Chiều mát mát mới nổi ha. Dạ. Đầy thùng là con bán bữa đó bán được nhiêu tiền? Dạ bữa nó bán chừng 30-40, mà tại vì giờ người ta sụt giá rồi chú. Sụt giá nữa hả? Bữa hổng kiên ngàn, bữa nay sụt nữa sao? Dạ. Sụt còn nhiêu? Chắc 1.000, chắc 1.000 mấy. Cái đó là lên. Nhưng mà kiên ngàn, ngàn mấy là lên giá. Chắc con cũng không biết nữa, tại vì con bữa hổng giờ bắt con để dành mà. Để dành mà mấy con ốc nó chết hết trơn. Sao không bán? Để nhiều mới bán cái gì? Dạ, để nhiều bán cho nó có tiền. Để bán không được. Ít bán cũng có mấy nhiều. Rồi chiều nay mới đi bắt nữa. Dạ. Rồi bệnh con hổng gầy có đi khám bác sĩ không? Dạ, con cũng muốn đi khám mà tại vì không có tiền. Không có tiền khám của chú anh chị. Hồi đợt con khám gần đây nhất là khoảng bao lâu rồi? Chắc chừng được 2 tháng rồi chú. Được 2 năm rồi chắc. Được 2 năm rồi đó chú. Gì 2 năm luôn hả? Hay là 2 tháng gì con không biết. Tại vì con không biết nữa. Tại vì mẹ con nói con nghe thôi. Mẹ nói nghe. Dạ. Bác sĩ rồi có kêu khám nữa không? Dạ bác sĩ. Có mẹ. Đi lên tới khám đó chú. Tại vì bữa hổm, tại vì vô thuốc rồi hết trơn rồi, mình chỉ cần lên chợ đi thấy tái khám rồi. Là khám ở Cần Thơ hả con? Dạ. Nó có 8 tuổi rồi cô chú anh chị, phải bắt ốc nuôi hai em. Sáng cơm với gì mà rửa chén nhiều quá vậy? Dạ sáng con ăn cơm với mà cá ba sa. Cá ba sa nấu canh chua hay là kho à? Rồi chừng nào con đi học lại? Dạ chắc còn mấy ngày nữa thì thứ hai đầu tuần con đi. Rồi mua sách vở chưa? Dạ con không có mua mà bác con cho, bác con mua rồi cái cho con. Rồi thứ hai tuần tới này ha. Dạ. Bắt đầu đi học. Dạ. Tiền đồ đóng hết chưa? Tiền trường đồ đóng hết chưa? Dạ chưa, mẹ con nói là chưa có tiền, từ từ rồi mình học đi rồi từ từ rồi đóng sao. Mẹ con nói. Rồi tội luôn chú anh chị. Bây giờ cha thì mất rồi,
Rồi con có nói với mẹ là về ngoại sống không hay là ở đây sống? Dạ mẹ có nói là ở đây luôn. Tại vì mẹ nói cha ở đây, mẹ ở đây. Ừ. Rồi mẹ nói là ở đây với cha, chứ cha ở trên đây một mình là cũng gọi cái mẹ nói là nó về là đem cha con về luôn. Đem về ngoại con thờ. Bây giờ nếu mà con muốn, bây giờ tuổi con thì chỉ có đi bắt ốc thôi, bây giờ là muốn làm gì đó không, lớn lên muốn làm gì? Dạ lớn lên con cũng muốn làm giống chú á. Giống như chú à, đi quay hoàn cảnh hả? Dạ. Rồi không, bây giờ nhỏ con cũng vẫn làm được. Bây giờ con cứ quay mấy chị em đó, quay hàng ngày, cuộc sống hàng ngày cho ông bà cô chú người ta xem. Để bữa nào chú tạo cho con cái kênh cho con làm nha. Biết là ông bà cô chú ta qua ủng hộ với đăng ký cho con. Dạ. Con cũng muốn làm giống chú vậy đó, nhưng mà con có điện thoại nữa. Ừ ha, quên. Mẹ có điện thoại không? Dạ không. Mẹ không có luôn hả? Ừ, phải có cái điện thoại làm mới được. Biết đâu có duyên chú đăng tải clip này lên rồi ông bà cô chú cho con tặng cho con cái điện thoại sao? Nếu dạ. Mà có duyên vậy thì nếu chú nếu như mà vậy thì con mừng lắm. Mừng lắm ha. Dạ con rất là cảm ơn con bà cô chú cho con điện thoại. Rồi con lúc đó con không biết con mừng sao. Biết mừng sao luôn. Con mừng biết điện thoại có mấy triệu à. Biết đâu ông bà cô chú thương và cô chú sẽ cho con, rồi lúc đó chú tạo cho con làm. Dạ. Mấy chị em làm. Dạ. Rồi có cái thu nhập để mà lo mẹ cũng như là lo cho hai đứa em. Dạ. Ừ. Thôi rửa xong chưa? Rửa xong rồi mình vô. Dạ. À, chắc là tội của chú ước mơ là làm YouTuber ha. YouTuber. Đây nè, đây là cái căn nhà nè của chú anh chị. Nóng bỏng luôn. Vô đây nó nóng. À. Gì ngồi đây. Nè cô chú anh chị, ở đây là anh Danh. À, thì cũng mới mắc cũng 2 tuần rồi. 2 tuần chứ chị? Được 10 ngày chưa được. Chưa được 2 tuần cô chú. Wow, ở đây quá trời nó nóng luôn. Che cái bạc cái này nóng. Như một cái lò than luôn cô chú. Cái này mình có lá mình dừng lên nó mát. Mà cái này thì ở đậu, ở đỡ thôi. Vì không có đất đai á, cho nên không có được cắt. Thật sự nếu mà có miếng đất á, thì có thể mà anh sẽ nhờ bà chị giấu tên có thể mà giúp cho em được cái nhà nhỏ nhỏ được. Nhưng mà mình giờ chưa có đất. À, con ngồi với mẹ đi. Thì hôm nay chú xuống đây á, có mấy cô chú anh chị cũng có gửi tiền cũng mấy ngày rồi, hôm nay có dịp để xuống đây. Ở đây có chị Dương Thị Thắm 1 triệu, với anh Nguyễn Văn Mến 300, chị Lê Thị Tiết 300, 1,6 triệu. Thì hôm nay anh xuống đây thì cũng trao, rồi sẵn đó thì em cho cái số điện thoại cũng như cái số tài khoản em có không? Dạ có. Thì tí nữa thì có gì thì em đọc lên, đọc cái số tài khoản luôn. Tại vì nhiều khi anh quay chỗ khác á, cái ông bà của chú ta gửi rồi chuyển thì gửi thẳng cho em luôn. 1,6 triệu. Ở đây xong rồi phải đi bên kia trao tiền bên kia nữa. 1,6 triệu. Rồi. Rồi em có gửi lời gì không? Dạ. Em cảm ơn, con cảm ơn mấy cô chú Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho con, mấy mẹ con. Dạ, cảm ơn anh Hùng Mạnh rất nhiều. Vì con có muốn cảm ơn ông bà không? Dạ có, con cảm ơn ông bà rồi cô chú đã giúp đỡ con. Không có sợ mà đường xa để đi xuống đây cho tiền con. Rồi con có không biết nói gì để cảm ơn ông bà cô chú. Nếu như mà con biết nhà của ông bà cô chú á, con sẽ đến. Đến hả? Nhiều khi ông bà của chú ở nước ngoài sao con đến được? Thì con... Rồi, con cảm ơn vậy là ông bà vui rồi. Con cảm ơn ông bà của chú là vui rồi. Dạ. Con chỉ muốn tới nhà ông bà của chú để con hỏi thăm
Tại vì ông bà cô chú không ngại đường xa để tới cho tiền con. Rồi con cũng không có ngại mà gì mà đường xa để con tới nhà ông bà cô chú. Tội chị bé thì 8 tuổi nhưng mà rất là biết chuyện của chú, rất là biết chuyện luôn. Thì bé cũng ước mơ có một cái điện thoại. Thật sự mà nếu mà có cái điện thoại á thì Mạnh sẽ tạo cho bé một cái kênh YouTube để mà quay đăng tải những cái đoạn clip về cái cuộc sống hàng ngày. Biết đâu ông bà của chú sẽ thương, lúc đó mình ủng hộ đăng ký kênh cho con, rồi con sẽ kiếm tiền từ YouTube. Dạ. Đó. Thì chú cũng hy vọng thì ông bà sẽ thương con và dạ, tặng cho con một cái điện thoại dạ, để cho con làm dạ. Nhưng mà mình phải học nghe con dạ. Lúc thời gian rảnh á thì mình phải rảnh á thì mình làm, còn dạ, tập trung vào cái học hành cái dạ, quan trọng nhất dạ. Ha. Dạ. Ừ. Con có muốn gửi lời gì đến ông bà không? Dạ con muốn gửi lời là con muốn là ông bà cô chú á rồi thấy gì rồi cho con một cái điện thoại, giúp đỡ con một cái điện thoại để con làm được giống như chú, ông bà cô chú vậy. Đưa cái mic cho bé khóc thôi, em ẵm bé đi ngủ đi. Rồi thì đây là cái ước mơ cũng như là ước mơ của bé của chú anh chị. Thì chú cũng mong hy vọng thì ước mơ của con sẽ thành hiện thực. Dạ. Em có cái số điện thoại em đọc lên luôn đi em. Em đọc lên, nhiều khi ông bà của chú người ta sẽ liên hệ trực tiếp cho em luôn. Con nhớ không? Con nhớ số không? Dạ không, không. Mẹ em, con nhớ rồi. Em đọc lên luôn ha. Có gì những ông bà của chú sẽ liên hệ trực tiếp cho em luôn. Số điện thoại của em là 0336 995 942. Rồi, em có số tài khoản không? Em không thuộc, mấy em đọc không thuộc hả? Được, em cứ lấy ra. Không thôi, em cứ số điện thoại đó cũng được rồi. Số điện thoại đó rồi có gì ông bà sẽ liên hệ cho em. Rồi lúc đó em sẽ liên nói chuyện với ông bà cô chú ha. Rồi thôi giờ em đưa con đi ngủ đi. Bây giờ bé cũng buồn ngủ của chú. Ở đây nãy giờ Mạnh ngồi mà quá trời nó nóng luôn của chú anh chị. Thật sự nó rất là nóng luôn. Chú cũng hy vọng là cái ước mơ của con sẽ thành hiện thực. Dạ. Tại vì cái cuộc sống của bé của chú anh chị thì một ngày bắt ốc dạ, có thể mà 20kg thì nó có 20.000 thôi đó. Nhưng mà phải lội sông lội suối dạ, thì rất là tội luôn của chú. Hôm nay con có ngủ thấy cha về không? Dạ bữa hồi mà hồi nãy á, hồi nãy con hồi hôm qua con ngủ mà con khóc đó. Rồi xong cái lúc đó con nằm con ngủ con không thấy cha. Mỗi lần mà con không khóc á, tối con không khóc. Rồi con thấy cha mà hồi tối nhớ cha con khóc quá. Mà sao con không thấy cha nữa. Bữa tới giờ có không thấy luôn hả? Dạ hồi bữa tới giờ thấy. Nhưng mà hồi tối con khóc rồi cái trời khi gì không thấy luôn. Nhớ cha khóc luôn ha. Dạ. Sự ở đây quá trời nóng. Nóng lắm của chú chị ơi. Tối bố mẹ con ngủ đây hả? Dạ. Rồi mưa gió thì sao con? Mưa gió thì có tạt gì trong nhà con nữa, có tạt ngay chỗ bếp ga nữa. Tại vì cô chú chị nhìn nè, cái nếu mà gió mạnh có thể là nó thổi luôn á. Với lại có lâu lâu cũng có tạt cái chỗ bàn thờ cha con nữa. Hôm qua nghe chú nói là cái bàn thờ của con, cha con bị cháy hả? Dạ. Ủa sao vậy, đâu cháy chỗ nào con? Dạ. Đâu để lại đẫm coi thôi. Đây ha. Dạ. Mà cháy ở đây luôn là cô chú anh chị. Ủa sao mà cháy dữ vậy? Dạ có thằng cháu á, nó đi qua đây rồi cái nó đốt nhang cho cha con, xong rồi cái mà nhang á mà nó quẹt hoài mà nó không có tắt á, rồi xong cái lỡ đụng cái miếng này xong rồi nó cháy luôn. Trời ơi, nè cô chú anh chị, cháy luôn nè, cháy nguyên một cái khoảng này luôn. Trời nắng nóng rồi. Chiều mới đi bắt ốc nữa hả? Dạ. Thôi mình đi ra bên nhà kia đi. Dạ. Tối là ngủ ngoài này.
Đâu đưa em con hôm bữa bắt ốc với con đâu rồi? Đây con gái ra đây, ra đây chú hỏi thăm coi, ra đây. Ra đây. Viên con ngồi đây nè, ở đây nè Viên. Dạ. Đây, ra đây, ra đây chú. Nó lì có ai hết thương kìa. Thôi không chịu thôi. Bữa đi bắt ốc rồi bị uống nước hết mấy ngụm luôn và sợ luôn rồi. Đứng đây chị hai nè con. Thôi bé không chịu thôi, đi cài bé lên đi. Đi bắt ốc sợ bữa đó bé té hả con? Đi, dạ. Ngồi xuống. Bữa đó té hả? Dạ, bữa đó hai chị em con Thi nó té. Xong rồi cái nó vịnh tay con, cái nó lần theo rồi con cũng nước theo nó luôn. Rồi cái con đứng lên. Con đứng lên cái con lôi em con lên. Rồi cái người hỏi nó mệt không, mệt thì ngồi xuống nó nghỉ một xíu đi chị đi. Rồi cái nó không chịu đó, nó sợ hồi cái uống nước nữa, cái con ngồi đó ngồi với nó. Rồi bệnh bé rồi bác sĩ có kêu chừng nào đi khám gì không? Dạ có, người ta cũng điện lên ngoài vậy đó, điện là như thế nào mình có tiền với có bảo hiểm rồi mình khám. Khám gần nhất là bỏ bao lâu rồi? Dạ hồi lúc mà vô thuốc tới giờ có đi có khám con lần tới giờ cũng lâu anh. Là bao lâu rồi? Cũng mấy tháng anh. Mấy tháng rồi. Rồi bác sĩ hẹn ngày nào? Dạ không có hẹn khi nào, ta hẹn là 21 tháng 7 đó rồi mà đi rồi tới giờ luôn đó. Dạ. Rồi nói là cháu là bị gì? Dạ bị ung thư buồng trứng anh. Ung thư buồng trứng. Nói là sau này có con là một đứa đúng không? Cắt hết một bên này. Cắt hết một bên. Nó có 8 tuổi thôi của chú anh chị. Rồi giờ con gắng cố gắng học hành ha. Dạ. Biết đâu ông bà sẽ thương con rồi con cái ước mơ nãy đó. Dạ. Có cái điện thoại thì làm cái kênh YouTube. Dạ. Nhưng mà cái chủ yếu mình phải học cho giỏi. Dạ. Nha. Còn rảnh thời gian mình mới làm được. Dạ. Rồi tối này bé đang nằm rồi cái ngồi dĩ đốt nhang cho cha nó, cái nó khóc quá trời khóc luôn. Nhớ được cha hả? Nhớ cha hay sao? Chú hỏi không? Dạ nhớ. Mà tự nhiên bữa nó kỳ lắm, tự nhiên bữa nó cái con nhớ cha cái con khóc, rồi tối con mơ thấy cha nữa. Một lần mà con có khóc mà, là tối là con mơ thấy cha hoài à. Mà giờ con khóc con không thấy cha về. Đây là ba đứa nè của chú anh chị, đây 1, 2, 3. Bữa đi bắt ốc nè, đó té uống hết mấy ngụm nước bây giờ sợ luôn rồi. Mai mốt chị có đi bắt ốc thì phải mình phải đi cùng ha, chứ tại vì bé con nhỏ á, nhiều khi hụt chân đó mình không có biết cái chuyện gì được. Thôi vậy hôm nay chú đến đây cũng như thăm con thôi rồi trao số tiền. Dạ. Dạ. Rồi nếu mà ông bà sẽ thương cho con gì đó thì chú sẽ tiếp tục đến để mà giúp đỡ cho con ha. Dạ. Thì cái số điện thoại hồi nãy là của vợ anh danh đó của chú anh chị, thì nếu mà cô chú nào muốn giúp đỡ thì cứ liên hệ trực tiếp. Em đọc lại thêm một lần nữa đi. Dạ, 0336 995 942. Rồi em tên gì? Dạ, em tên Thúy. Thúy. Cái số điện thoại là của Thúy, là vợ của em danh. Thì cô chú anh chị nào muốn giúp đỡ thì liên hệ trực tiếp cho Thúy. Thôi con chào ông bà đi. Dạ con chào ông bà cô chú. Thì cái clip tới đây Mạnh cũng xin kết thúc. Thì Mạnh thay mặt cho em Thúy cũng như là mấy đứa cháu đã giúp đỡ cái số tiền mà giúp đỡ cho mấy đứa cháu là cô chú anh chị. Rồi thôi chú chào con nha. Dạ. Chào em nha. Mạnh xin kết thúc cái video tại đây.